Hello, chào mọi người. Hello, chào cả nhà ha. Hôm nay thì cô xin đi một cái bộ nail. Thì mấy anh chị thấy ở trên này ha, là một cái bộ nail là cô xin sử dụng màu shop white kết hợp chung với là 145. Thì bên này là cô xin design kim tuyến. Sau đó thì mình sẽ đi cái màu 145 lên làm ombre. Thì để cho nó dễ đó, thì mình sẽ đi từng bước một nha mọi người. Kinh nghiệm của mình luôn khi mà mình làm cái design này ha, thì thường đa số là mình là cover cho cái phần mặt móng của mình cho nó đều cái đó. Đó, ngón này thì mình sẽ có kim tuyến, có giấy kiến ha. Lộc Sinh sẽ cho một chút xíu cho một chút xíu giấy kiến lên crystal clear, sau đó mình chạy cái phần giấy kiến mình lên nè. Đó, cho nó đều hết đi. Hello, chào mọi người ha. Hôm nay thì mình đi một cái design móng dài. Móng dài thì mình sẽ làm ombre nha. Thì thật sự thì làm ombre cực kỳ là dễ, không có khó đâu mấy anh chị. Chẳng qua cái là đôi lúc mình làm á, mình chưa có hiểu về cái phần kỹ thuật á, tại vì nó liên quan tới rất là nhiều thứ, liên quan tới cái lực nè, tốc độ của mình ha, rồi cách mà mình control cái lượng bột, rồi cách cái thao tác mình đi, rồi xong á cái cách mà mình sẽ vuốt nữa đó, nên là ra đôi lúc có nhiều anh chị làm hoài nó không ra. Thì hôm nay cái line này thì mình sẽ chia sẻ tỉ mỉ hơn nha, chia sẻ tỉ mỉ hơn là mình có thể là hiểu một chút xíu về cái phần này, tại vì nó liên quan tới cái phần mà sao biết không, làm ombre á, nó liên quan tới phần mà mình cầm cây cọ, mình đặt cái cây cọ nữa đó, rồi chưa tính tới là nó sẽ liên quan tới cái phần mà gì ta, lực cây cọ nữa, đúng không? Mình phải có một cái lực chứ, lực mạnh quá thì coi như là cái phần mà ombre của mình nó đi mất đi. Hello, chào mọi người ha. Hello, chào cả nhà. Chờ mình chút xíu nha, của Cindy cái phần nền trước đã. Cái này là cái lớp này nè, đang là crystal clear thôi. Rồi sau đó mình trải chút xíu giấy kiến lên. Giấy kiến thì rất là nhiều, không dễ làm mà nó đẹp nữa. Đó, mình chỉ cho hết giấy kiến lên. Trên ngón này thì cô xin để cho nó clear vậy đó. Đó, mình cho giấy kiến lên ha. Cho nó lên trên đây này chút. Đó, cho nó vô. Rồi sau đó mình cho thêm một lớp kim tuyến lên. Cái này mình đang tạo cái phần nền thôi. Đa số thì có nhiều anh chị làm cái này xong là mấy anh chị là đi ombre luôn. Nhưng mà riêng đối với Christine đi là mình không có đi kim tuyến, đi không có đi ombre liền đâu. Kim tuyến này xong cái là mình phủ một lớp crystal clear lên đó. Để biết xong để cho cái mặt móng của mình đều đi, rồi xong mới mình vuốt nó dễ hơn. Đó, còn anh chị nào mà vuốt quen rồi thì vuốt được thì mình cứ vuốt. Đó, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Ha. Rồi có một cái lớp nền rồi, xinh lung linh ha. xong ngón này rồi là cô xin sẽ cho một chút xíu crystal clear lên nha. Đó, mình cho một lớp là vừa thôi, tại móng cũng dài á, nhưng mà cái nail bed của khách là cũng mỏng, thành ra là cô xin sẽ làm dày chút ha. Rồi để lên ha. Cái này là mình ngay chỗ đường nối lúc nào cũng vậy cho nó mỏng, thay vì đi mình để sắp white thì ngay cái chỗ này là mình để là crystal clear để mà mình cover cái phần giấy kiến hay là kim tuyến của mình. Cái mặt móng nó đều á thì khi mà mình vuốt ombre thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình cho vuốt. Bột nó đang chạy là lúc mà nó đang bóng như vậy nè mấy anh chị. Nó đang bóng nè, xong bắt đầu mình vuốt ngay cái chỗ đường nối ha. Đó, rồi đưa bột xuống, tại vì nó bóng nhọn á, thành ra là mình không cần một cái lượng bột quá nhiều. Lát nữa là cô xin cover thêm miếng ở trên nữa. Đó, khi mà mình làm design thì nếu mà móng dài thì tốn công một chút, nhưng mà vẫn ok, không? Khi mà nó ra cái work của mình thì mình không có bị sai nhiều thứ, sửa nhiều thứ thì nó sẽ đỡ mất cái thời gian của mình. Hello, chào mọi người nha. Đó, để cho nó bột nó bóng chút ha. Rồi xong mấy anh chị để xuống. Móng dài thì mình nhích xa ra, móng ngắn thì nhích gần lại. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, chăm sóc hai bên. 70% là nó ra khỏi cái đường nối giữa móng thiệt móng giả nha. Ta mình cho nó cao lên chút á. Mình dùng lực nhẹ thôi, nếu mà bột của mình nó chảy đó, dùng lực nhẹ thôi. Tại vì mạnh quá là cái bột của mình nó đi mất hết đi. Thành ra khi mà xong cái mặt móng của mình ở đây nó không có đủ bột. Ha, rồi vuốt ngay chỗ đường nối nè, cho nó mỏng. Cái này thì mình đang đi crystal clear thôi, rồi xong mình cho cái phần ombre màu lên. Rồi, nếu mà anh chị nào mà đi được một cục thì mình đi. Còn nếu mà trong trường hợp đi hai cục không được thì mình đi hai cục. Rồi mình sẽ đi hai cục đây cho mấy anh chị xem nè. Rồi mình sẽ lấy màu 145. Màu từ cái màu 144 trở xuống á, những cái màu mà
màu hồng, màu xanh, màu tím đồ, nó thuộc những tông màu pastel. Thành ra mấy chị vuốt nó dễ lắm. Màu pastel mấy chị làm ombre cực kỳ là dễ luôn ha, nó không khó. Đi cục đầu tiên trước nè. Cái này là đi hai cục nha. Đó, gần tới cái cổ nhưng mà kệ nó, chăm sóc cái phần này trước. Đó, mình dùng bột vô phần chính giữa này, mình tháp cái bột của mình cho nó đều ha. Sau đó mấy chị vuốt. Đó thì ombre của mình ra đó. Đúng không? Cái này là mình chưa có điều khiển được cái lực á, thành ra là mấy chị sẽ dùng một cái lực nhất định ha. Rồi, xong mà cô Sen sẽ đi lại cái ngón này. Ngón này thì mình sẽ đi một cục nè. Tại sao biết không? Tại vì á, đi cái ngón này đi hai cục, mấy chị còn thấy cuticle không? Đó, cục đầu tiên là mình chăm sóc phần ombre trước đi, cục thứ hai là mình chăm sóc phần cuticle. Không? Thì chia ra cho như vậy rất dễ, tại vì đôi lúc móng dài á mấy chị. Móng khi mà đi một cục á thì mình phải lấy cục bột cho nó bự chút. Không, còn đi ít quá thì nó không có đủ bột. Thành ra là khi mà mấy anh chị mà đi một cục á, hai cục, một cục, mình để ý chút ha. Nhích xuống nè, lúc này đây mình chăm sóc cuticle nè. Bên này cũng vậy. Đó, mình dùng bột vô. Không, dồn vô đây. Rồi xong từ từ di chuyển bột xuống. Không, rồi vuốt nè. Đó, thì nó ra ombre. Nhưng mà phần khi mà mình đi móng dài như vậy đó, mấy anh chị mà mới bắt đầu làm á, lưu ý là lấy đủ nước, đủ bột. Nếu mà lực của mình không có đủ á, hay là không có dồn xuống đủ á, là mình vuốt ombre nó không ra. Nó giống như ra hai màu vậy đó. Không? Này xong nè. Lát nữa cover crystal clear lên nữa là xong. Thường đa số thì mấy anh chị tập á, là tập những cái màu khó chút á. Đó, tại cái phần mà cái đôi lúc có những cái màu pastel mấy anh chị đi không có thấy. Rồi cục thứ hai nè mấy anh chị. Đó, cái này là quay trở về. Tại hồi nãy cái cục đầu tiên mà nó còn ướt á, mấy anh chị đi á, vuốt á, lực mạnh quá là cục đầu tiên nó đi mất. Thành ra cục thứ hai mình phải chờ cho nó khô chút. Đó, đẩy sát vô phần cuticle. Đi xong nè, thấy cuticle góc bên này thiếu miếng, lấy đi thêm miếng góc bên này ha. Để xuống, vuốt xuống. Rồi, qua ngón này. Ngón này thì mình sẽ trở về cái sắp quai ha. Sắp quai thì mấy chị sẽ dễ thấy hơn. À, móng dài. Móng dài ha. Cái này là móng dài nè. Khi mà mấy chị lấy bột cho móng dài thì mình lấy nhiều chút. Tại vì khi mà mình qua cái lớp á, thì cô xin có hướng dẫn là cách lấy nước lấy bột, làm sao cho nó đủ size, tùy theo cái độ dày mà khách muốn nữa ha. Đó, để cho nó bột bóng chút chín này. Bắt đầu để lên 70%. Bột đang chạy dữ lâu chút. Đó, nhích nhẹ xuống. Rồi ôm cái bột nó vô. Để biết sao không, để cho hạn chế chạy ra hai bên. Bột chạy thì mình ôm mạnh chút. Đó, mình ôm vô. Để cho tới khi mà bột mình cảm thấy đụng đụng vậy nè, nó không chạy nữa, bắt đầu mình hơi chuối tay cách xuống. Đó ha, mình di chuyển cho bột của mình hai bên cho nó tới. Rồi ôm bột vô. Ôm bột vô ha. Chỗ này thiếu bột đẩy lên miếng, không lát nó bị lõm mất. Rồi bắt đầu mình di chuyển những cái chỗ nào mà bột nó đang dư ha. Rồi đi bột của mình xuống tới đầu móng. Móng nhọn thì nó sẽ không có cần nhiều bột, thành ra mình sẽ dồn chỗ phần chính giữa vừa đủ thôi. Đó, mình tự nhiên khi mà mình làm thời gian dài, mình nhắm được cái bột nó vừa đủ. Rồi xong quay về chỗ này. Đó, chỉnh hai bên xếp ha. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay đắp ombre. À, đắp ombre, ombre, ombre. Tính nói cái gì mà quên á, thành ra là cô Sen mới lặp lại cái câu đó nó nhiều. Ombre màu pastel. Rồi, ngón này mình cũng đi cái phần sắp quai nha. Ngón này nó nhỏ hơn nè, thành ra là cô Sen sẽ lấy cục bột của mình cho nó nhỏ hơn, tại vì tùy theo cái size móng nha. Đó, mấy anh chị lấy nè, chờ cho nó bóng như vậy nè ha. À, Christine đang sử dụng liquid chạy 100% EMA của công ty Slim nha. Đó, và Christine đang xài cái cỏ số 14, cảm ơn chị. Đó, dạo này thì một số vùng thì xuất hiện cây cỏ giả, thành ra là mấy anh chị mua là lưu ý ha. Là Christine có đăng cái bài đó, cả nhà giúp Christine share nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó, bắt đầu mình đưa bột của mình xuống nè, hai bên. Đó, sắp tới nữa là học sinh có lớp tại Arizona nha, vào ngày 16-17 tháng 9.
đó, và Seattle là ngày 20-21 tháng 9. Rồi vuốt hai bên không, rồi qua ngón này. À, mấy anh chị đừng lo nha, lỡ trong trường hợp là mình đi nó mỏng chút cũng không sao hết. Lát nữa là mình khi mà làm âm rầy đó thì luôn luôn là kết thúc cover một lớp crystal clear mỏng nha mấy anh chị. Để biết sao không, lỡ trong trường hợp mình có thói quen mình dũa nhiều hay là mặt móng gồ ghề á, mình được dũa ha. Chứ mình không cover là khi mà mình buffer thôi nó cũng mất nữa. Rồi vuốt ra khỏi tới đầu móng. Đó, xong, qua bên này. À, giờ quay trở lại ngón này. Đổi màu ha. À, ngón này là cô xin sẽ đi hai cục nè mấy anh chị. Đi hai cục lại ha. Đây vuốt nhẹ một chút ha. Rồi nếu mà chia hai cục thì mình sẽ lấy cục bột vừa, còn nếu mà lấy một cục thì mình sẽ lấy cục bột bự hơn. Ngón này đi một cục đi ha, một cục đi, ngón cái mình đi hai cục để cho mấy anh chị dễ nhìn không. Rồi bắt đầu đẩy lên critical nè ha, nhích bột xuống, đẩy bột lên critical nè, rồi đẩy lên critical không, đẩy lên, rồi giữ bột đây. Rồi bắt đầu đưa bột xuống nè ha. Rồi vuốt nha mấy chị. Nếu mà bột của mình khô mấy chị mạnh tay chút, rồi xong khô quá chạm tay chút rồi. Nếu mà trong trường hợp giống vậy thì mấy chị thiếu miếng nè, mấy chị lấy vậy bù cho em. Lấy một cục bột nè, vừa nha mấy chị. Đó, tới đây ha. Mấy chị thảy đây. Đó. Rồi, thảy đây cho nó thấm, cho nó đều nha. Bắt đầu mình thực hiện thao tác lại. Đó, tại vì hồi nãy nó ướt khô quá. Rồi, bắt đầu mấy chị vuốt. Đó, ha. Đây là cũng là một cái mẹo để mà mình xử lý cái phần âm rầy khi mà nó không có tới nha mấy chị. Ha, không có tới. Nên là khi mà mình để lên á, mấy chị là để lên nè. Tháp, 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 tháp. Cho cái phần critical của mình nó đều chút nha. Sau đó mình mới di chuyển xuống. Phớt nhẹ thấy không? Xong. Đó, thế là mình đã xử lý được cái tình cảnh mà khi mà mình lỡ tay mà nó không có, nó mà khô quá. Đó, lát nữa cover crystal clear là xong. Rồi qua ngón này. Không, nên thành ra khi làm live trực tiếp nó có những cái trường hợp á. Đó, chia sẻ cách xử lý luôn nha mấy anh chị. Rồi qua cục tiếp theo. Giờ cục này nhanh tay chút, chậm tay quá là nó khô đó mấy anh chị. Nên cái tình trạng mà khô giống vậy đó là nó sẽ rơi vô tình trạng mà khi mà mấy anh chị mà mới bắt đầu làm bị chậm tay quá, khô quá là mình không có dùng được cái lực đâu. Thành ra là hả, mình sẽ làm sao từ 8 tới 12 giây là mình phải vuốt nha mấy anh chị. Tức là mỗi cái thao tác của mình lên là 1 giây thì mình sẽ không có được để chậm quá. Cái tình trạng mà nó bị hai màu hay là vuốt không ra đó, nó xảy ra rất là nhiều trong lớp đó. Nên thành ra khi mà vô lớp á là mình biết cách phục. Cái thứ hai nữa thì mình biết cách xử lý nếu mà mình về học về mà mình bị, hay là mình làm trên tay khách đôi lúc nó có 10 ngón đi, giống như Christine có 10 ngón đi, bây giờ một ngón nó bị vấn đề vậy thì mình phải biết cách xử lý làm sao cho nó đẹp chứ, đúng không? Không lý nào mình dụa đi hay là mình không xử lý, xử lý làm sao cho nó đỡ mất thời gian của mình nữa. Đó, nó có rất nhiều cái trường hợp xảy ra nha. Nên lý do tại sao là nếu anh chị nào mới bắt đầu làm âm rầy là gặp những cái màu khó hay là cái móng bự, đừng nên đi một cục. Tại vì khi mà đi một cục á, đôi lúc trách nhiệm của mình lớn quá, mình chăm sóc critical rồi, mình không có thời gian để mà mình làm âm rầy nữa, nó chậm quá. Thành ra là mấy anh chị nên đi hai cục. Đây, ra hai cục. Rút một chút ha. Cái cục đầu tiên á, thì mình sẽ chăm sóc, mình làm phần âm rầy, tạo âm rầy. Và khi mà mình chia ra như vậy đó thì mấy anh chị sẽ lấy cục bột nó tương ứng thôi. Đừng lấy bự quá, không, đừng lấy nhiều quá. Rồi giữ vô. Đó, và thao tác trên này nè, mình phải nhanh.
Đó, hồi nãy là khi mà mình đi cái kia ha, cái thao tác của mình vừa chăm sóc cuticle vừa tạo vuốt âm rầy, thành ra là mình bị chậm đúng không? Và khi mà mình đi hai cục á thì trách nhiệm của mình được chia ra, thành ra là mình sẽ có thời gian mình chăm sóc cái phần âm rầy hơn, mình vuốt nó dễ hơn. Nên anh chị nào mà đang làm á, đối với những cái màu mà móng bự hay là móng dài đó, hay là cuticle nó chưa không có được tròn lắm, hay là mình thấy khó xử lý khi mà mình đi một cục á, mấy anh chị đi hai cục không, để khi mà mình đi á mình yên tâm hơn. Tại vì lỡ mà trong trường hợp nó ra hai màu á, nếu mà trong trường hợp nó đậm quá mình khó sửa lắm, mình phải dụ đi đó. Thành ra khi mà trong cái cuối cùng nhất á, là mình không có nói nếu mà đi hai cục cũng được, chẳng thà đi thiếu đừng cho dư, dư quá đôi lúc nó khô quá mình khó xử lý nha. Cái đó là thực tế mấy anh chị đó. Nhưng mà tới lớp học á là xin chia sẻ rất là nhiều luôn, thậm chí trên live đây mình làm thấy tới đâu là tới trường hợp nào là mình xử lý chỗ đó luôn, để cho anh chị mà mình ở xa hay là mấy anh chị mà không có thời gian đi học hay là mình làm á, đôi lúc gặp những cái trường hợp đó thì mấy anh chị biết mình biết xử lý liền không. Xong hết là tất cả này mình nên cover crystal clear nha mấy anh chị, cover nó. Tại biết sao không, ở chỗ cái phần âm rầy là một chỗ rất là mỏng thôi, nếu mà mình không cover mình dũa nó sẽ mất nha, nó sẽ mất đi cái phần mà âm rầy, thành ra là mình nên cover một lớp crystal clear. Xém tí lấy lộn đây không, nếu mà không có đủ dày á, thì mấy anh chị lấy cục dày hơn, còn nếu mà nó đủ dày rồi mấy anh chị lấy cục mỏng thôi. Ngón này thì tôi xin lấy dày chút, tại vì hồi nãy là cái phần sắp quai nó bị mỏng ha, thành ra là mình sẽ lấy cho cái phần thân móng cho nó nhiều chút để cho nó dày lên đó. Nếu mà nó dày rồi thì mình chỉ cần đi một lớp mỏng vừa thôi, không đi dày quá thì nó mất mất shape của mình đó. Luôn giữ hai bên cho nó không có bị mất shape nha. Và khi mà mình vuốt, cố gắng vuốt cho cái từ trên xuống dưới để cho cái mặt móng của mình mạnh nhất có thể, để nếu mà mặt móng của mình nó điểu khở dụa nhiều ha. Và khi mà mình cover cái crystal clear nó cũng giúp cho mình làm gì biết không, dịu lại, cho cái màu của mình nó dịu lại nha mấy chị, dịu lại cái âm rầy của mình á đó. Lỡ mà gặp những cái màu đậm á, nó được kết nối lại thông qua cái phần crystal clear, tức là hai màu á không, nên là hả mình nên đi crystal clear lên. Đối với những cái màu đậm á, trước khi đi crystal clear á, mình cho một chút xíu liquid trên cái mặt móng nha. Và khi mà mình cover đó, tùy theo cái độ dày nha mấy anh chị. Đó, và không có cho cuticle của mình nó dài quá dày. Tại vì cuticle quá dày á, lát nữa là mình nhìn nó cuticle của mình nó dày. Nên thành ra khi mà mình đẩy crystal clear lên á, nếu phần dưới của mình nó màu nó đều rồi, đừng đẩy cuticle nó dày nữa. Mình đẩy lên vừa tới thôi, cho nó mỏng thôi. Nên đó là tại sao mình hay có cái phần tháp cho nó xuống, cho nó đều đúng không? Đó. Và khi muốn cho mặt móng của mình kéo dài chút, kéo cái cọ của mình nó dài chút á, để mà mình lấy được cái mặt móng của mình nó đều. Còn đứng á, cái cọ của mình đứng vậy á, là nó lấy bột nó xuống. Giờ mình khi mà xong hết, mình chỉ có cho cái cọ của mình nó hơi nghiêng thôi, chứ cũng không hẳn nằm lắm. Nhưng mà mình đứng quá. Sorry mọi người nha, đụng vô cái máy.
đó, xong. Đó, thế là mình cover nữa ha. Cover xong mấy anh chị thấy là những cái màu của mình nó hài hòa lại với nhau nha. Đó, thế là mình đã đắp xong nè. Màu của mình rất là bóng nha mấy anh chị, đắp xong là bột của mình cũng rất là mịn luôn. Đây, đó, cực kỳ là mịn nha, mịn lắm. Tại vì crystal clear với lại cái thao tác của mình vuốt á. Đó, nên thì anh chị nào mà chưa có vẫn có phần bột hay đắp bột thì mấy anh chị có thể đăng ký lớp Christine nha. Sắp tới thì mình có lớp tại Arizona vào ngày 16, 17 tháng 9 và lớp tại Seattle là ngày 20, 21 và lớp tại Garden Road là ngày tháng 10. Garden Road thì mình có tháng 10, 14, 15, 16 và lớp Chicago tháng 10 luôn nha, với lại lớp Lavesca. Thì tất cả information về lớp học thì cả nhà có thể gọi vô số phone công ty 714-804-9818 nha. Đó, và Christine sẽ dụ một ngón thôi, dụ một ngón để chia sẻ cho anh chị cách dụ nha. Tại vì làm một ngón cho nó nhanh, dụ thao tác cho mấy chị là đỡ coi cũng đỡ hơn chút xíu. Rồi xong. Rồi, ai mua đưa phải để đúc ấy. Rồi, dụ một ngón thì mình sẽ lấy cái cây beauty ngâm chất tay vào one nail. Dụ ngón này đi. Đó, dùng cây beauty nè mấy anh chị à. Nếu mà hai bên khóe móng mà nó dính bột đó, thì mình mới lấy cái cây V1. Cây V1 là cây này à. Cây V1, nếu mà hai bên mà nó dính khóe móng mấy anh chị lấy cái cây này à. Còn nếu mà không thì mấy anh chị lấy cái cây cây beauty giùm em. Đây thì Christine sẽ vẽ dụ một ngón thôi để cho nó tiết kiệm thời gian ha, cho mấy anh chị xem. Đôi lúc á lâu quá coi chán lắm, mình nói mình còn thấy nó lâu mà. Giờ dụa nè ha, đầu tiên mình dụa phần dưới móng trước nha mấy anh chị. Không, nghiêng 45 độ dụ dưới, người ta gọi dưới gầm á, dụa từ đầu móng đi lên nè, ở dưới này. Khi mà dụa vậy đúng không thì mấy anh chị đưa lên chút xíu ha. Rồi xong qua ngón này. Đó, dụ dưới móng nè ha. Xong đưa lên. Đầu tiên là nằm nè, xong bắt đầu là mình nghiêng. Đó, dụ phần dưới cho nó thẳng đã. Sau đó bắt đầu xử lý chỗ này cho nó thẳng nè. Ngón này thì cách nail bed thì hơi ngắn chút, nhưng mà mình sẽ dụ làm sao xuống để nhìn cho nail bed của mình nó dài chút ha. Nếu mà mặt móng của mình nó mịn rồi, không gồ ghề ha, thì mình cũng không nhất thiết là phải đánh mặt móng đâu mấy anh chị, tùy theo là cái nail. Rồi bắt đầu chỉnh lại cái phần móng nhọn hai bên đó, rồi chỉnh làm sao cho cái đầu móng của mình cho nó nhọn nè. Đó, nghiêng cái cây xuống cây dụ xuống nha. Rồi xong. Nếu đi cuticle sạch đẹp rồi, không có cần đi mặt móng hay là chạy mặt móng hay là dũa mặt móng. Đó, mình dùng cái cây XF luôn. Đó, là cô xin đã finish một ngón ha. Bật chế độ nè, khi mà mấy anh chị bắt đầu dũa nè, bật chế độ số 1 giùm em. Số 1 nha, giờ mình chạy cuticle nè. Đó, gần chút cho mấy anh chị thả chạy. Mình dùng cái cây XF nha. Đó, cây này chạy là nói là không mất bột luôn á. Này, chạy cái đi cô của mình nó rất là sạch. Nó gì thấy không? Đó, chạy rất là sạch, rất là mượt nha, rất là mịn. Giờ đó, bật chế độ nhanh chút, chạy mặt móng. Đó, phớt trên cái mặt móng thôi. Là cây dụ của mình làm cho cái mặt móng của mình nó mượt liền. Không? Nó mịn rồi, giờ nó mượt luôn. Tại vì cái XF có tác dụng làm mượt, làm mịn, làm sạch nha. Đó, thế là mình đã xong một ngón nè mấy anh chị. Nhanh không?
Nên thành ra anh chị nào chưa có thì mình có thể là dùng cái máy ép nha. Hoặc là nếu mà anh chị nào bị beginning hay là làm rồi nhưng mà mình có muốn những cái máy mà nó thấy được cái con số thì mấy anh chị dùng cái máy dũa này, bảo đảm cực kỳ là êm. Giá cả phải chăng nữa chỉ có 150 đồng một cái thôi. Nó gồm có là màu gold với màu đen nha. Anh chị nào cần mua thì mình có thể là lên website của mình là clamsupply.com nha, hoặc gọi vô số phone công ty 714-804-8688, 714-804-9288, 714-804-9688. Nếu trong trường hợp anh chị nào phát hiện chỗ nào bán cỏ dạ thì có thể là thông báo dùm cho Christine nha, qua số phone, những số phone mà Christine đọc nha. Xin chào mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại.